Chào tất cả anh em nhé, chào bác Hoa Lãng Tử. Đây, thời điểm này là tôi tắm chim và phơi nắng đây anh em nha. Vâng, đang tắm chim cho các chiến binh các bạn, tắm xong rồi phơi nắng liền. Diêu Minh Thủy hôm nay lên liver lạ thế. Dạ đây, một số anh em có hỏi mình là anh nên like để cho xem các chiến binh tắm với lại xem bác phơi nắng ra sao. Hôm nay đây em vừa tắm chim và phơi với nắng cho tất cả anh em xem đây. Đây là những anh em đang phơi nắng nha. Đấy, chào bác Đỗ Chí Dũng. Tắm xong và phơi nắng anh em nhé. Đấy, hiện tại đã tắm được hơn nửa dàn chim. Đấy, xíu nữa em sẽ review từng chiến binh một cho anh em xem. Anh em chờ em một xíu nữa em tắm chim xong em sẽ review từng chiến binh một cho anh em xem. Và thời gian vừa qua thì có rất nhiều một số anh em ghen ăn tức ở, một số thành phần buôn bán chim. Đấy, một số thành phần là buôn bán chim. Đây, đây cả chim đang tắm đây. Đây là nơi tắm chim của em. Đấy. Đó. Vừa rồi một số anh em là thuộc dạng là ghen tức ở rồi là cũng này kia. Bảo là em buôn bán này kia và các bác cứ hỏi cho đây xem em nó buôn bán cho ai chưa. Chưa buôn bán cho được bất cứ thứ gì cả, đúng không ạ? Chào bác Nam Ngô, chào anh Thúy Nguyễn nhá. Chưa buôn bán được gì cả, bảo mình buôn bán, đúng không ạ? Em rất là bực mình. Tại vì mình là người truyền lửa, mình lên đây trả một cái không một cái lợi nhuận nào cả. Nó sẽ không đúng sự thật. Tính em là phải là ăn ngay nói thẳng. Cứ phơi bình thường bác ngoại ngoại nhá, cứ phơi bình thường bữa ạ. Dạ vâng, vẫn biết là như vậy bác Nam Ngô ạ, à, nhưng mà nó ảnh hưởng tới uy tín bác ạ. Tại vì cái vấn đề mà miệng lưỡi thế gian mà, miệng thế gian nó như làn sóng biển, đúng không ạ? Cho nên là 1 đồn 10, 10 đồn 100. Thì với nhân em thì em cũng thích với điều đó. Tại vì em là một người sống ăn ngay nói thẳng, sống thực tế, chia sẻ với tất cả anh em. Và đó em cũng mới đăng bài đó, em vừa đăng bài xong là một số anh em cũng đã từ một chú chim là từ một con số 0 mà em đã giúp đỡ được trong thời gian là 2 năm qua. Và anh em đã trở thành những chú chim rất là tốt trên các đấu trường. Đấy, bên cạnh đó rồi cái cách chăm sóc anh em cũng đã cải thiện rất là nhiều trong những cái công cuộc mà em thường chia sẻ trên các live stream. Đấy, thì cho nên là em tuy là bận, thời gian rất là bận nhưng mà cũng vẫn trích ra rất nhiều thời gian để hỗ trợ cho anh em về cái quá trình cho anh em đam mê. Đây, em nuôi lửa vẫn cho nuôi đủ đồng hoàng các bác ạ nhé. Nuôi lửa vẫn cho nuôi đủ bình thường. Không có vấn đề phải lo ngại cả. Nhá. Đây. Nuôi lửa vẫn cho đủ bình thường. Bác nói chia sẻ cho con buổi sao điện thoại không thấy bắt máy. Ủa em chưa thấy điện thoại của ba em bác Phúc Lê ơi. Số thầu bác điện thoại đúng với em không ạ? 0905889115 bác ạ. Em đâu thấy bác điện đâu. Chưa gặp. Chưa thấy bác điện.
tin luôn không thể trả lời. Dạ đôi khi em bận em chưa rep được các bác. Có bác điện thoại trực tiếp cho em nhá. Bác trực tiếp cho em. Nhắn tin vào số điện thoại 145. Ủa thế à, em không thấy bác nha, em không để ý. Bác xíu bác nhắn tin lại em rep cho bác nhá, bác phúc lên nhá. Đôi khi công việc em bận, với lại nhiều lúc là cứ một số ông là cứ vào hỏi chim cỏ lằng quằng các bác kìa. Thì em lại không thích, mà tại vì em là ít khi em trả lời chim qua cỏ qua điện thoại với qua tin nhắn lắm. Tại vì công việc nó bận và rất là tốn thời gian, đâm ra là em cũng ít khi em trả lời trên đấy. Em cũng đang tắm chim, đúng là bác Hưng Hưng. Thời điểm này tắm chim là tốt nhất. Một số anh em là cứ bảo là cho tắm chim cho nó quen rồi là sợ chim tắm trên giàn, không phải đâu ạ. Với kinh nghiệm của em thì em cũng nói chung là mỗi người có một cái cách nhìn nhận và mỗi người có một cái cách chăm khác nhau, không ai giống ai cả. Đấy, nhưng mà với em thì cứ đúng giờ, cứ 10 giờ 10 rưỡi là bắt đầu em chuẩn soạn ra tắm chim rồi. Đấy, bắt đầu thả chim vào tắm là khoảng tầm 11 giờ kém là bắt đầu tắm chim. 10 rưỡi 1 giờ kém là bắt đầu em tắm chim. Đấy. Anh chia sẻ tầm bao nhiêu bà con vậy? Bác Tài thì Nguyễn Dạng. Cái này thì em không có bán chim bác ạ. Bác nào cần thì em tuyển giúp cho thôi. Và mỗi người có một cách chơi. Có người không quan trọng vùng miền, người ta vùng nào cũng được, miễn là có tố chất để gọt rũa. Nhưng mà cũng có người thì người ta lại thiên về giọng một chút xíu. Có người thì người ta lại cần những con chim Quảng Nam, để đôi khi người ta còn phải nghe giọng. Đấy. Thì nó sẽ cầu kỳ hơn. Cho nên là cũng không ai giống ai cả, mỗi người có một cái cách chơi khác nhau. Có người cần cả về giọng, người cần cả về đấu. Cho nên là các bác như thế nào thì phải tùy thuộc vào cái cách chơi của mỗi người, cho nên là cũng không ai giống ai cả. Chào anh Nguyễn Hải nha. Chim màu dê nên để nuôi không anh? Dạ, màu dê thì nói chung là cũng cái này nó tùy thuộc vào cái khẩu vị của người chơi. Nếu mà anh em đi thi thì không đi thi, mà đi cà phê hay là chơi giọng hay là chơi mục đích để đấu giàn ấy, thì vẫn cho bình thường. Nhưng cái là những con màu dê thì mình đi thi thì mình hay bất lợi thế về cái thể hình, tức là về hình bộ ấy nhá. Chứ còn bình thường thì mình chơi chả sao cả, nhưng mà thực tế những con màu dê nó rất là hay đó bác ạ. Hung chim mà rất là hay chứ không dở đâu. Những con mồi dê thông thường nó chơi cầu cánh mỏ rất là ok đấy. Có cái là mình đi thi thì khi mà mình xét về sự đồng đều của chim thì nó bắt lợi thế thôi, chứ còn nó cũng chả có sao cả bác nhá. Nhà mình thì nhiều chim bác Nguyễn Hương ạ, chạy tuần chạy tháng đấu trường nhà đều có cả. Nhưng mà để mà với cái cá nhân mình thì cái sự yêu cầu cho con chim rất là cao. Tại vì khi mà đánh là phải ra phách, ra bộ đẹp thì mình mới chơi. Chứ còn đánh mà kiểu gọi là đánh vật vờ hay là nhảy long quăng để vào giải, không xỉa lông để vào giải thì mình không chơi. Không chơi vấn đề đấy. Con chim đánh là phải ra phách, ra bộ cơ thì mình mới thích. Chứ còn đánh mà kiểu như cứ giữ hình giữ bộ để nhảy long quăng vào giải thì mình không thích. Tại vì mình là người cái khẩu vị của mình chơi rất là kỹ. Những con chim đánh là phải ra phách đàng hoàng, gam chim và phải ra đòn, phải dọa nạt đối thủ cơ. Chứ còn em không có thích cầm những con chim gọi là nó cũng là những con chim hay, những con chim tố chất, đánh theo kiểu nhảy băng quăng rồi giữ hình giữ bộ rồi để vào giải là em không cầm những con chim đấy được. Đánh là phải ra phách dọa nạt đối thủ ok cơ. Em này em thích cầm những con chim đấy, cho nên là cá nhân em nhảy em 6 con chim thi là con nào nó cũng phải ra phách trong bộ đàng hoàng. Chim em hoa lãng tử, chim em vào vòng 7 hung chim quá xuống bố,
xuống bốn lồng hoài, em có căn cước rồi mà vẫn xuống cách mục. Bác lên mua cái dây xu đây này, đây sẵn đây em cho các bác xem luôn. Anh em đừng có căn cước nhá, đây mua cái dây này này, cái dây này mới là cái dây hiệu quả nhất anh em nhá. Đây này, cái này nó giãn này, thấy chưa này, giãn này, đấy giãn này, thấy chưa. Các bác mua cái loại dây này này về căng dây xu đây, các anh em thấy này, cho anh em xem luôn đây, thấy chưa. Đấy anh em căng như thế này nhá, đấy tất cả các bố lồng mình đều căng hết, ok chưa, đấy đều căng hết anh em nhá. Cứ mua cái dây đấy về căng, anh em đừng có kéo căng để trùng trùng lại, chim rất là sợ nhá, chim rất là sợ và hạn chế xuống lồng rất là ok. Cứ mua cái dây như thế này này, dây này nó chỉ có mười mấy 20.000 một cuộn thôi. Các bác mua một cuộn thế này mà căng cả 100 cái lồng còn chẳng hết nữa nhá, căng cả 100 cái lồng còn chẳng hết cái dây này này, cuộn này này. Đấy người ta hay xỏ vào mấy cái dây đeo tay á nhá, rất là ok, hiệu quả, rẻ tiền, không cần gì phải có cầu kỳ. Mấy cái đây bác ra tiệm bán đồ lưu niệm đấy, nó đều có cả, mà bác Nguyễn Hương cần gì phải gửi làm gì. Nó có mười mấy 20.000 như mấy, mà cuộn là một loại, cái loại xịn thì hình như là 25-30.000 gì đấy, nó tùy loại dây, mà dây nhập ấy, nếu mà dây nhập mà dây của mà nó đeo cái loại mà hàng Thạch Anh đá quý ấy, thì nó tầm từ 25-30.000, còn nó mà dây bình thường thì từ 15-20.000, nó nhiều loại lắm. Ra ngoài tiệm chim cảnh à, quên, đồ đá ấy, đồ lưu niệm nó đều có cả mà. Chim sâu lông chứ được còn chứ, những con chim sâu lông mà bị sâu lông ấy, thì nên dùng cái thuốc tím OBV ấy, cái loại đó có 15.000 một hộp ấy nhá. Mỗi lần tắm nhỏ vào khoảng chừng 3-4 giọt. Đấy, nhưng mà với điều kiện con chim nó thay lông thì nó mới ra đẹp lại. Chứ còn lúc mình điều trị ấy, thì nó chưa cải thiện đâu, tại vì bộ lông nó là bộ vĩnh cửu. Cho nên là trước khi mình điều trị nó thì mình phải cho nó tắm cái thuốc đấy để cho nó con chim nó sạch những cái rận mạt, sau đó là nó sẽ ok hơn khi mà thay lông nhá. Chào bác Lê Tuấn. Em có con bậy sống ở ngoài đấu ác mà giờ vào lồng không thái độ, chỉ lè lưỡi là sao anh? Cũng bẫy được khoảng gần tháng rồi. Đấy cho nên là không phải là cứ con chim nào không phải những con chim nào ngoài rừng chơi hay mà vào lồng chơi tốt đâu nhá. Cho nên là cái quan trọng là mình phải nhìn được 4 yếu tố: chân, cánh, đầu và mào. Là 4 yếu tố nhìn một con bổi. Mình đã chia sẻ rất nhiều cho anh em nhá. Em lấy 10 bì cám nhà anh. Ok bác Nguyễn Hải nhá, bác inbox qua cho em nhá. Anh em nào cứ bảo anh em mình buôn bán, mình không buôn bán cái gì cả. Anh em nào cần thì mình hỗ trợ. Ví dụ như cám new là thị trường bán 100.000, mình đưa cho anh em 90.000. Mình nhập về rẻ thì mình chia cho em rẻ thôi, bán buôn bán cái gì? Đúng không ạ? Không ai buôn bán gì đây cả, mà các ông sân si các ông bảo là bác Lập bác cái buôn bán rồi kinh doanh, không, em không buôn bán kinh doanh. Bao bì chỉ 100.000 em đưa các bác 90.000. Ok chưa? Rất là sướng đúng không ạ? Rồi cám dưỡng bình thường thì 60.000, em đưa cho các bác 5 gói là 55.000, mà các bác 10 gói thì 50.000 luôn. Đúng không? Mình nhập giá rẻ thì mình chia cho nó rẻ, đây là chia sẻ đam mê mà em trả kinh cho buôn bán được cả. Em là thuộc cái dạng gọi là ăn cơm nhà mà bác tụ vào hàng tổng đấy. Em nói thật, chẳng qua cái niềm vui này gì, niềm vui là mình lan tỏa cho anh em. Và em đi rất là nhiều nơi, gặp rất nhiều anh em gọi là cầm những con chim rất là hay đấy, nhưng mà không biết chăm. Đấy, đâm ra là bán chim giá rẻ rất là tội. Có một số anh em gọi là những con chim rất là đấu tốt nhưng mà cũng không biết cách bố trí cầu cống rồi bố trí lồng, cho nên nó cũng sẽ không hay và cũng thất bại trên các cái đấu trường nhá, thất bại trên các đấu trường, đâm ra nó có nhiều cái nó không tốt. Chào bác Thiện Nhân. Chào bán lẻ ngoài tiệm, đúng rồi 60.000 đấy anh em. Nếu mà mình buôn bán á, là mình phải lấy đúng giá thì mình mới có đồng lời, đúng không ạ? Đây rẻ hơn thị trường mà làm sao có đồng lời được, đúng không? Trong khi là còn phải đi mua hộp rồi đi mua băng keo và dán nữa các bác nữa. Anh review dàn bộ đây, xíu nữa cho chim tắm xong em sẽ review nhá. Tắm xong đã, chờ một xíu nữa. Chào Quang Nhật. Chào bác Vương Võ Văn nha. Phân biệt cách bố trí lồng làm sao? Mong gì đây, sẵn đây em sẽ review luôn.
cách bố trí làm sao để cho con chim các bác, em sẽ review cho các bác đây, chỉ luôn. Các bác thấy cái cách bố trí cầu của em không ạ? Đây, tất cả con chim em đều là hai góc một thẳng nhá. Đấy, tất cả những con chim đều là hai góc một thẳng đây. Ok chưa? Đấy, kể cả những con mộc này. Đấy, những con mộc này cũng hai góc một thẳng hết. Đấy. Đây là cái cách bố trí cầu của góng của em, tất cả những con chim. Thế thì em sẽ định hình cho các bác này. Tại sao mà cái lồng đấu này á thì em hay để là cái cống về đằng trước. Tại sao em không để về hướng này mà em phải để về hướng này? Nhá. Đấy, đây là em sẽ chỉ thực tế cho anh em luôn này. Anh em chia sẻ livestream mạnh cho em để cho anh em vào xem luôn nhá. Em chỉ chia sẻ lần này thôi nhá. Tại vì đây là thực tế và rất lâu rồi em mới có cái buổi livestream như thế này. Đây. Cả cống bột và kể cả cống cống nước cũng như là cái cống phụ. Đấy, tại sao mà anh em biết là em phải để hoàn toàn đằng trước. Đây là cống nước này. Đây cống bột này. Đây là cái cống phụ này. Các bác thấy là tại làm sao mà em toàn để hoàn toàn để bằng trước. Lý do là thế này. Khi em cho chim lên đi thi đấu ấy, là em sẽ cho đấu cầu thẳng trước này. Đấy, cầu thẳng này là con chim đấu nó đỡ mất lực hơn. Đấy, những vòng đầu. Đấy nhá, chỉ cần chim đủ điểm, có thái độ tốt là đi tiếp. Ok chưa? Đấy. Và cái cống để đây. Cái cống để đây á thì nó sẽ có hai tác dụng. Đấy. Tác dụng thứ nhất là khi con chim nó nhảy từ cầu này qua cầu này thì nó do nó vướng cái cống ở đây thì nó sẽ đỡ bù chụp lên nan hơn. Nhá. Đỡ bù chụp lên nan hơn để cống đây. Thì nó sẽ đỡ, tại vì nó khoảng cách nó xa ra thế này, nó phải chạy tới đây. Thì con chim nó vừa chuyển di chuyển thế này thì nó sẽ có mắc cái cống ở đây thì nó sẽ đỡ là lên nan hơn. Và cái tiếp theo nữa là con chim nó không bao giờ nó lên cống nó đứng. Nếu các bác để đằng sau đây á, nếu các bác để về sau đây thì con chim nó sẽ lên nan lên cống đứng ngay, tại vì đúng cái thế của nó. Tập cho con chim nó thói quen và rất là mất lực nhiều nhá, rất mất lực nhiều. Cho nên là anh em là không nên để cống ở phía sau đây. Đây là cái kinh nghiệm của mình thôi, chứ còn mỗi anh em thì có cách để mà bố trí riêng, không ai giống ai cả. Nhưng mà với em là em không bao giờ ở đây, tại vì nếu để phía sau đây á là con chim khi đấu là nó sẽ lên cống đứng thì nó sẽ không tốt. Với em phải để đây. Đấy, là con chim không bao giờ lên cống đứng và nó hạn chế bù chụp, tại vì có cái cống nằm đây á là nó sẽ vướng không lên nan được, rất là khó nhá. Thứ hai nữa là để cống phụ đây là hạn chế con chim xuống bố. Có nhiều con chim nó đứng cầu thẳng đây nó sụt xuống, thấy chưa, đứng cầu thẳng đây nó sụt xuống đây thì có cái cống đây nó rất là đỡ nhá. Ok chưa? Và em là hoàn toàn chơi lồng ba cầu. Đấy, có cầu trên người khi đi thi á là em vẫn để thế này, không rút ra. Đấy, thấy chưa, cầu cào là em để ở dưới này. Đấy, cầu cào là em để ở dưới. Đấy, khi mà con chim bắt đầu đổ lông này em sẽ cho ăn chứng kiến này. Đấy, anh em thấy chưa, cho ăn chứng kiến này, bắt đầu đổ lông là cho ăn chứng kiến này. Đấy, chia sẻ thực tế luôn nhá, không giấu với giếm gì nhá. Đây là chim bắt đầu thay lông là cho ăn chứng kiến mướp khía này, thấy chưa, cho ăn mướp khía đàng hoàng. Đấy, ok chưa, em đã giải thích về cái cách bố trí cầu cống rồi nhá. Trong em đang 43 độ ngoài trời đây ạ. Em vẫn đang phơi bình thường. Đây có nhiều ông bảo là nhiều ông bảo là thế này, cái em vẫn đang phơi chim đây. Thực tế đây. Nha. Đây là thực tế nhá. Không bảo là anh Lập anh nói một đường mà anh làm một nẻo là không có nhá. Đấy. Thấy chưa? Nói thực tế. Trái cây vào lửa loại nào? Tùy loại, nó nhiều loại lắm, táo, chuối, đu đủ. Đây, đu đủ em vẫn cho ăn này. Đây, nuôi lửa vẫn đủ nhá. Nuôi lửa vẫn đủ đồng hoàng. Chuối nhá. Sao không để cầu góc bên trong? Anh nói rồi, cho đỡ cầu thẳng trước để con chim nó đỡ mất lực hơn. Rồi sau khi mà chim nó về sau nó đuối lực thì để cầu góc nhá. Anh đã nói rồi mà.
Chào Huyền Lượng nhá. Chào anh Lộc ạ. Hôm nay tắm chim đi vừa chưa luôn. Đang tắm chim vừa xong bác Thạch Mộc Lựu ơi. Cho nên là chia sẻ cho anh em luôn, thực tế luôn. Vâng đúng không ạ? Đang review để chia sẻ cho anh em về cách bố trí lồng rồi cách tắm chim rồi phơi nắng cho anh em. Em đang phơi nắng đây. Nhiều anh em bảo là em cứ tắm xong là em móc ra phơi nắng liền chứ em sợ gì ai mà quan trọng gì đúng không? Cứ tắm ra móc ra phơi nắng liền. Chào bác Vũ Thế Cường nhá. Ăn xoài chín có nồi không nên cho chim ăn xoài nhá, ăn xoài không tốt. Kể cả lửa mà kể cả lông, xoài là không tốt vì xoài nó có vị nóng nhá. Ok bác Thạch Mộc Lựu nhá, nằm trên đường là shop uy tín đấy. Cái dây này là nó gọi là cái dây sỏ đồ lưu niệm với đồ đá đấy, cái dây hàng hỏi sỏ đấy. Xin hỏi anh cách nuôi chim đỡ hoảng khi cho ăn. Ui cho ăn thì con nào mà chả hoảng bác, chim đặc và chim bổi mà con nào chả hoảng, quan trọng là cái cách mình tiếp cận với nó thôi, nhẹ nhàng nhá. Ăn gì không được, dạ cũng được nhưng không cho ăn nhiều nhé, thiện nhân cũng được nhưng không nên cho ăn nhiều. Phơi nắng sáng có cần phơi không anh? Dạ em thì chả bao giờ phơi nắng sáng cả bác Nhi Huỳnh Lê nhé, không bao giờ phơi nắng sáng cả, em cứ phơi nắng trưa thôi. Tắm chim mà mặc đồ đẹp vậy, không lúc nào cũng đẹp bác ạ, em lúc nào cũng đẹp. Chào bác Kỳ Trần Lê. Thời điểm chim thanh long mình đổi cám thì có hiểu như anh, quá tuyệt vời bác Quang Hà nhá. Thời điểm chim thanh long là đổi cám là tuyệt vời nhất, không gì phải suy nghĩ cả. Liên Hoàng cho mình hỏi mua trứng kiến ở chỗ nào vậy? Mình không biết bạn Liên Hoàng ơi, mình hay mua ở Đà Nẵng đây, mình cũng không biết được, mình hay lấy của em Ánh hay đưa cho mình, cho nên mình cũng không biết được. Bác cần thì bảo em nói nó gửi cho. Em chả buôn bán nó mua em dùng thôi, bác cần thì em bảo nó gửi trực tiếp cho bác nhé. Chào bác Út Nguyễn nha. Bùi Ngọc chào bác, tắm xong phơi nắng to như này tầm bao nhiêu? Dạ từ 30 tới 45 phút là được bác nhá. Tầm 30 tới 45 phút là được. Chim em nó không chịu thay lông nữa. Con chim quan trọng là bởi nó phải tới mùa thay lông các bác ạ, chứ còn bác đừng có ép nó. Thứ nhất là ép cũng được mà không tốt. Nãy giờ không thấy trả lời. Dạ anh em bình luận nó nhiều quá em đọc không kịp, bác bình luận cho em đi bác Thái Vũ nhá. Chim đi thi mà bị há mồm là sao khắc phục bác? Ui con chim của bác thứ nhất là bị quá yếu lực nhá, nó còn lực còn quá yếu. Thứ hai là con chim nó chưa hấp thụ được nắng, còn chịu nắng kém nhá, cho nên nó không đủ lực và đủ lửa để nó chơi được bác Ngọc Hân nhá. Cho nên bác phải chăm sóc con chim lại và điều chỉnh chế độ lại thì nó mới ok được nhé. Ăn rồi Việt ơi, rảnh vào chú chơi uống nước. Bác Tú anh là nguyên nhân chim tắm khô, anh tắm khô ở trong lồng hay là ở nhà hay là ra giàn bác Tú anh là nhé. Chào mặt trời phương Đông nha.
anh Tư Hậu chỉ em cách chữa sổ mũi, sổ phê, sổ mũi thì uống thuốc ho bác ạ nhé, bên em có thuốc ho đấy. Không 905 889 115 bác Liên Hoàng nhé, 0905 889 115. Xíu nữa bác gọi nhá, chị em giờ em đang tắm chim, với em không có đang livestream nên là không nghe được. Út Nguyễn review ít con chim nhà anh. Dạ bác chờ em tí, em tắm chim cho em review cho nhé. Hôm nay em review cho bác xem luôn. Đây, một số anh em là nó đang phơi nắng này. Em thấy chưa? Đấy. Sướng chưa? Anh em thấy sướng chưa? À, sướng chưa anh em? Chào bác Dương Đạt. À, anh em thấy sướng chưa? À, có con này vào là đứng chỉa lông này, sướng chưa? Em vẫn phơi nắng buổi trưa đàng hoàng đây nhá, chứ không phải bảo là nói láo hay nói phét gì đâu á. Đấy. Đấy, anh em thấy sướng chưa? Đấy, chim đứng chỉa lông sướng chưa? Cái tướng phơi ghét chưa? Dạ đấy, sướng chưa? Đấy, phơi xong rồi xỉa lông này. Đấy, sướng chưa? Anh em thấy nó sướng chưa? Đấy. Dạ, chị tịt lông thì không chị đâu bác ạ. Có nhiều con em cũng có mổ chân lông ra rồi, nhưng mà sau này nó vẫn ra nó nhỏ nhá. Đấy, anh em thấy sướng chưa? Đấy. Các bác chim em ra nắng mà nó đâu có hạ mỏ đâu, các bác để ý này, ra nắng mà vẫn không hạ mỏ nhá. Đấy, phơi nắng sướng chưa? Úi giời, các bác thấy nó sướng chưa? Đấy. Sướng chưa? Thấy chưa? Dạ tịt lông không chị đâu bác ạ, không chị được nhá. Có nhiều con các bác phải bắt ra xem, nếu mà nó gãy lông mà sát chân lông thì bác nhổ đi. Còn nếu mà nó tịt hẳn thì không bao giờ chị được đâu nhá. Đấy, đây nè, anh em thấy sướng chưa? Đấy. Đấy, sướng chưa? Này, đứng xỉa lông này. Đấy. Chào bác Trần Trung Trần nhá. Phơi xong tủ áo lồng cho luôn hay không, vừa mở bột mặt ra nhá, không nên mới phơi nắng vào, không nên trùm lồng. Đấy. Các bác thấy sướng chưa? Hay chưa? Đấy. Sướng chưa? Đấy. Nhiều bác cứ bỏ phơi nắng buổi sáng làm gì? Em cứ buổi trưa đấy. Thấy chưa? Các bác thấy các cái đấu trường đỉnh cao làm gì có cái giải nào thiếu mặt em đâu, đúng không? Siêu Cúp Quảng Bình, Siêu Cúp Quảng Trị, Siêu Cúp Quảng Ngãi, tất cả những giải ô tô làm gì thiếu cái mặt em đâu mà đấy, em vẫn tắm chim phơi nắng buổi trưa đây. Cho các bác xem luôn. Đấy. Bác thấy sướng chưa? Nói là thực tế như thế đấy, chứ không bảo là này bác bảo anh Lập anh ấy chia sẻ bậy bạ, không có, đúng không? Nhìn chim rứa mình nắng nóng mấy cũng được. Đúng rồi, con chào mào á, anh em hiểu cho này. Dòng chào mào là một dòng chịu nắng rất tốt. Chịu nắng rất tốt, nhưng mà ngược lại thì nó không cần phơi nắng nhiều. Nhá. Ngược lại không cần phơi nắng nhiều. Cứ nắng to, nắng như mình ở đây là 40 độ này, 40 mấy độ ấy. À, thì mình phơi tầm 30 cho tới 45 phút. Còn nếu mà nắng nhỏ nhỏ, nắng cuối năm thì mình thông thường mình phơi tầm 1 tiếng hay là cứng 1 tiếng một xíu. Đúng rồi bác Kiêu Tiệp, chính xác, buổi 8 tháng nó hay như thế, nó bật vờ lắm. Vậy thì nó bác nuôi không đều tay, nó không giỡn đâu bác Anh Tùng ơi. Nhá, chăm lửa bình thường mà chơi đi, chứ nó không giỡn ở đâu. Nếu mà đứng 2 tháng rồi thì nguy hiểm đấy nhá. Hoàng Hảo, chim múa mái chạy vùng quanh lồng múa 20-30 phút là sao bác Lập? Ở nhà hay ở trường bác Hoàng Bảo? Ở nhà hay ở trường?
Chào ông Gia Đình Văn Thế nha. Ăn rồi chim cả ngày vậy, chị nhà có khi nào ràm không anh? Chứ vợ em nó ràm miết. Ui giờ bác Nguyễn, thế là bác bởi cho nên đấy. Đã là nghệ nhân thì làm khó lắm. Bây giờ toàn có nghệ, toàn nhiều là nghệ thọc rụng với nghệ sân si thôi. Đấy, để làm nghệ nhân thì cực kỳ khó. Đấy, cho nên là khi mà mình chơi ấy, thì mình phải cân bằng được từ công việc cho tới đam mê. Anh em bây giờ nuôi chim thì cái vấn đề thế này này, nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái yếu tố yếu nhất là do con chim của bác không đúng là con chim tố chất, phong độ, ổn định. Ok chưa? Thì các bác tốn nhiều quá nhiều thời gian cho những con chim, đâm ra các bác sẽ sao nhãng về công việc nhà, đặc biệt là sao nhãng về các bà vợ. Đâm ra là các bà đấy, các bà nhăn, đúng không ạ? Các bà cầm ram. Chứ còn các bác chăm con chim á, đúng là con chim hay tố chất, các bác biết cách chăm, biết điều độ ấy, đúng không? Thì thời gian cho chim khác, mà thời gian cho gia đình, thời gian cho các bà vợ khác thì làm sao nó cầm ram được, đúng không? Các bác cứ sáng các bác mở ra áo lồng ra, các bác đi làm, bắt đầu trưa các bác về các bác chăm chim, đúng không ạ? Chiều các bác về các bác đóng trùm cho nó ngủ, tối các bác phục vụ cho bà vợ thì làm sao nó ram được, đúng không? Chăm chim đúng quy trình, đúng phương pháp, đủ thời gian, vừa đủ thời gian đam mê, đủ thời gian cho gia đình thì không có ai cảm ràm được, đúng không ạ? Bên cạnh đó thế này nhá, bây giờ các bác chăm chim, các bác bỏ tiền là các bác nuôi chim, các bác bỏ tiền là các bác mua chim, bỏ tiền là các bác mua lồng, thì tất cả các mọi thứ vấn đề đó nó đều liên quan tới đồng tiền kinh tế. Và đồng tiền này không phải là mình các bác làm ra, đúng không ạ? Đồng tiền này không thể làm, phải là một mình các bác làm ra được, mà bên cạnh đó là của chồng công vợ, đúng không ạ? Thì chính cái đó thì các bác nuôi chim mã thì giả thì không có, đúng không? Giả thì chả có gì cả, mà cứ đưa tiền đi đóng hội, đóng họ thì thế. Thì bà vợ nào mà chả cầm giam, đúng không? Nguyên tắc là thế thôi. Bà vợ nào mà cứ đưa tiền cho thiên hạ nó ăn thì tất nhiên nó phải cầm giam rồi. Đồng ý là con chim thì có lúc này lúc kia, lúc được, lúc thắng, lúc thua, không ai nói cả. Nhưng mà cứ đi lúc đóng họ thì vợ nào mà chả cầm giam bác, đúng không? Vợ nào nó cũng cầm giam cả. Dạ, cũng có con hết, có con không bác Huy Gia nhá. Mấy con bồ đấy thì cũng có thấy có con không? Nguyễn Thao, anh nói đúng quá. Dạ, ok bác nhá. Dạ, em phơi tầm 30 đến 45 phút nhá, em đang phơi đây. Này, chim vẫn đang còn phơi nắng đàng hoàng. Đấy. Nhá, vẫn phơi nắng này. Đấy. Vẫn còn xỉa lông mệt mỏi. Tại thì Nguyễn chị đang mua má trong lòng ở nhà khi trao một mình nó sao quá tuyệt vời bác Tài Thanh Nguyễn nhá. Các bác nuôi chim mà các bác để ý con chim nó mua mái ở nhà này, mua mái ở nhà này, thường xuyên hót chuyện này, tức là con chim ấy phù hợp với cách bác chăm và rất là tốt, mà đang trong quá trình nạp lửa và con chim nó có tố chất đấy nhá. Ok chưa? Cắn chân có phải điểm trừ? Dạ, cắn chân nó điểm trừ bác ạ, còn nếu vào tốt là nó là lỗi cứng đấy bác Quang Cường nhá. Ngày nào cũng cho ăn nắng như thế này hả bác? Vâng, đúng rồi bác, ngày này em cũng tắm chim cả. Bác giới thiệu từng con đi. Vâng, để em cho mấy con chim vào thì em sẽ giới thiệu từng con nhá. Chỉ thành công, ông chém kinh quá đấy, đúng không? Em chả chém gì cả đâu bác ạ, em chỉ chia thực tế thôi. Bác chỉ thành công, bác vào bác nói những câu gọi là kích động, đúng không? Chim mua mái 23 phút ở nhà quá tuyệt vời bác Hoàng Bảo nhá, quá tuyệt vời bác ạ. Con chim ấy thực sự là những con chim có tố chất đấy, và bên cạnh đó nó tức con chim nào trong nhà của bác ấy, nó kích con chim đó và nó đang trong quá trình nạp lửa rất là tốt nhá. Em đảm bảo con chim này bắt nuôi đúng chế độ ra giàn đánh ngay, đánh rất tốt luôn, không phải giỡn đâu bác Hoàng Bảo nhá. Em đảm bảo luôn, nếu bác chăm đúng chế độ con chim đấy, ra giàn nó đánh tốt luôn, mà có thể đi thi luôn, những con chim rất là ok nhá. Dạ không nên bác Tuấn Tân nhá, không nên tắm chim 3-4 giờ chiều, không nên bác ạ. Cắn chân vòng sơ loại không sao bác? Đúng rồi bác Lưu Văn Văn, ai vòng sơ loại ai bắt cắn chân, trường hợp mà con chim của bác yếu mà bác cắn chân đó thì nó bắt kẹp lỗi luôn thì bác thua, chứ còn nếu đấu tốt thì phải chẳng ai bắt cả.
Bác nào bảo chém hay nói phét thì đừng xem, để anh em người ta cần người ta xem. Ok bác Đỗ Dũng chuẩn luôn bác ạ. Nguyễn Khánh múa mái cộng chuyện nhiều thì bao giờ là căng vậy bác? Bác cứ để ý con chim khi nào mà nó không còn hót chuyện nữa là lúc đấy nó căng. Em đảm bảo bác luôn nhá. Tất nhiên thì nó cũng tùy thuộc vào từng, nếu con chim có những con nó căng rồi nó vẫn hót chuyện. Có những con nó chim căng rồi nó vẫn hót chuyện, đặc biệt là vào nửa buổi. Ví dụ như là khoảng chừng là 10 giờ hay là 9 giờ ấy, bắt đầu con chim hót chuyện, hoặc là buổi chiều tầm 2 3 giờ đổ đi là bắt đầu nó con chim hót chuyện nhiều. Có những con nó căng rồi nó vẫn hót, mà có những con căng con nó con nó cả là đang trong quá trình nạp lửa nó vẫn hót chuyện bình thường. Thế nhưng mà nó tùy thuộc vào trạng thái con chim. Còn bác phải để ý với thái độ của nó nhá. Dạ bốt dày nên bóc đi bác ạ. Bác thiệp cưới Minh Đức nhá. Ra dàn và tắm khô thì những con chim ra dàn tắm khô thì nguy hiểm. Thứ nhất là các bác đồ ăn thức uống cũng được cám, bác cho nóng nhiều quá nhá, đặc biệt là bác cho nuôi lửa quá nhiều. Những nhân này bác phải nên cho ăn đồ mát, cam và đồ đủ ăn đồ mát lại. Và tiếp theo đó là các bác nên tắm hàng ngày thì nó sẽ hạn chế hơn bác Tú Anh La nhá. Nên như vậy, chứ còn nếu bác chế độ thì nó rất là nguy hiểm. Em cho có con chim dân nuôi 3 vụ, nết lật cầu khi trùm một mặt nhưng kè hay há mỏ trả lửa này sao anh? Thứ nhất là bác Tuấn Phong này, chúc mừng bác. Thứ nhất là bác đang sử dụng những con chim rất tốt và có tố chất tốt nhá, rất hay đấy. Nhưng mà con chim này bác nuôi còn yếu và nó chưa căng lửa bác nhá, còn yếu và chưa căng lửa thôi, còn tất cả mọi thứ đều là ok bác Tuấn Phong nhá. Ok chưa? Móng chân dài thì nên cắt đi bác Minh Vương nhá, nên cắt bớt đi bác, bỏ thở một bấm sơ nhẹ cho nó lại. Tất cả anh em nuôi chim đều phải bấm móng chân cả mà. Không nên giật bác Huỳnh và anh Việt nhá, không nên giật những con chim bác ạ, bác cứ để nuôi nửa ly thi thôi nhá. Dạ một số con chim kiến nó thay lông thì em tắm xong em chùm ngay, cho nên em không review hết được cái chiến binh. Em chỉ review những con chim mà đang nuôi lửa thôi, em chỉ review những con chim mà đang nuôi lửa. Còn những con chim mà nó thay lông, thì em không có phơi nắng đấy, cho nên em phải chùm liền thì em không có review được. Đây em sẽ review cho anh em xem luôn này. Đây là con mộc của em này, anh mâm mộc này thì trong AV ra này đấy, tông đùng đùng thế này. Đây cũng là con mộc em nuôi được hơn 1 năm rồi. Con này con chim sông Côn Quảng Nam này. Đấy, con này đánh rất hay. Đấy, em hay đăng livestream đăng trên Facebook ấy. Thấy chưa? Con này đánh rất là ok, đánh hay. Đấy, cái lồng này lồng của chú Xỉu Đục. Tích khí trộm đào. Đấy. Con này là con mộc tương dương, chim tương dương Nghệ An. Đấy, con này đánh bung xòe rất là tốt, bộ hình dài. Đấy. Và các bác thấy này, em toàn có đinh và đinh đổ không chứ em không có gì một lần. Đấy. Thấy chưa? Toàn đinh và đinh đổ hết chứ không em có gì một lần. Các bác thấy là 10 con cả chục, chim nhà em là cũng con nào đòn dài lông mỏng chứ không có con nào mà lông dày hết. Đấy, các bác thấy là ra nắng đứng vẫn không hạ mỏ các bác nhá. Cho nên cái thể lực con chim nó rất là quan trọng để mà trong quá trình mà thi đấu cái thể lực nó rất là quan trọng. Đấy, vẫn tròn chuối. Đấy. Con chim này cũng là một con chim Nghệ An. Đấy, con chim này là một con chim mồi. Đây là một con chú chim mồi này. Đấy, em thấy con chim nó hay quá, tố chất quá thì em mới mua lại nhờ em Linh mua lại con chim mồi này. Đấy. Đây là con chim tương dương, cũng chim tương dương Nghệ An luôn. Và con chim này lật cầu rất là mạnh, đánh lật cầu rất tốt và phách rất là dữ. Đấy. Vâng, em không có chim bộ to, toàn bộ trung hết. Đấy. Con chim này là con chim A lưới Huế. Đấy. Con chim này là con đặt con máy chém đấy, con mà vừa rồi lấy nhất của em đấy, lấy nhất vừa rồi mới ăn nhất giải ở bên chỗ Vinh Trần đấy. Đây là con chim ăn lưới em nuôi, chim này ba vụ rồi đấy. Con này 3 vụ và vừa rồi mới ăn nhất. Con chim này là con chim mới nhập đội, con chim này đã từng ăn xe máy, con chim này đã từng ăn xe máy và vừa rồi bị ho.
và chủ nhân đã chuyển nhượng cho em, vậy là em chị ho và hôm nay đã hết ho, nó đang phục hồi công lực lại, còn chiều này chắc khoảng chừng tầm một tháng nữa để em cho đi thi lại. Đấy. Và tắm xong phơi nắng liền kia nè, tắm xong là phơi nắng liền. Đấy. Con này là con phi ưng. Đấy. Con này cũng đã ăn rất nhiều các cái giải đấu trường. Đấy. Và con này lết lật cầu đánh 4 cầu góc. Và con này thì ở nhà cũng ngoái nhẹ, cho nên là em để 4 cầu góc. Đấy. Con này ăn rất nhiều các giải đấu trường rồi, con này cũng 3 vụ rồi. Đấy. Con này chim cũng là, con này cũng là chim Huế. Và đây là một con mộc này, thì con này rất là tâm huyết của em. Con này là con chim Quảng Nam, chim Tiên Phong Quảng Nam, Tiên Phước Quảng Nam. Và hầu như cái vùng chim này thì đã tuyệt chủng. Và con này là có khi là cũng có thể là còn sót lại con cuối cùng của vùng chim Tiên Phong, Tiên Phước Quảng Nam. Đấy. Đấy. Có thể là em đâu chim em không có to. Trung chim thôi không to. Đấy. Tất em các bác thấy là tất cả những cái cách bố trí cầu lồng là em đều như nhau cả. Đấy, đều như nhau cả. Ngoái nhẹ để cũng qua bác, dạ đúng là bác Trần Thủy, chính xác. Đấy. Có thấy là chim em bộ không to. Đấy, cái lồng này thương hiệu của anh Tùng Lồng Thái. Bác nhá, cái lồng này là thương hiệu của Tùng Thái, các bác thấy là nước tre nó lên rất là đỏ. Chứ nó không đen như các cái dòng tre khác. Đây con lưới này bác ạ. Con lưới này con này đây. Để em đứng xa em dòm lại cho bác xem. Đấy. Con thì ăn rất nhiều giải rồi, vừa rồi mới ăn nhất ở Vinh Trần đấy, vừa rồi bị hoảng đêm nhảy giật mình rụng mất mấy lông cánh, em đang nuôi chế độ bình thường lại. Đấy. Con này thì đánh rất là hay, phách đẹp, toàn hai góc hai thẳng. Vâng, em nuôi lồng ba cầu mà, rồng lửa thay lông rồi Lê Văn Thịnh ơi, rồng lửa thay lông rồi đem vào nhà rồi, tắm xong đem vào nhà cất rồi. Đấy, con này chim Nghệ An. Con này còn mồi đó, bắt nó xuất phát từ con mồi 2 năm rồi. Mà em thấy đánh hay quá, đánh sát chim quá, em mua về. Ra giàn đánh rất ok, đánh không sợ một đối thủ nào. Và con này chắc tương lai là em cho đi thi luôn. Con này đánh 2 tiếng rưỡi là không xỉa lông, không bị trùn nước. Và chắc tương lai là khoảng chừng 1 tháng nữa là em cho đi thi. Trước mắt thì cứ cho đi cái giải bình thường và 300 cái đã. Để xem nó đánh ra sao. Đấy. Con này đánh bung xòe, con này cũng tương lai chắc bổi lên. À, con này chắc là sang năm mới thi thấu được, chứ còn bây giờ thì mới cà phê nhẹ thôi. Ok chưa các bác? Em chào 451 anh em nhé. Chim thi thả lui lồng lực 60 khi nào thì cho về lồng ba cầu? Dạ 60 thì không quan trọng đâu bác, vì nó là lồng dưỡng mà. Dạ mấy con này em tuyển để chơi bác ạ, cho nên là thứ nhất là để giao dịch nó thì rất là khó, tại vì những con chim em tuyển về để em gọt giũa để em đi thi, và cá nhân em thì nó em thấy hoàn toàn những con chim có tố chất và cá nhân em đánh giá rất cao đối với chim này, thì để mà chia lại thì rất là khó và phải là những anh em thân thương thì mới chia lại được, chứ còn những anh em mà dạng như là mới biết thì chắc là không thể được. Bác Tài Thiên Nguyễn nhá, thông cảm giúp em. Dạ em tắm ở nước tắm Nhất Hoàng bác ạ, nước bình thường mà pha vẫn nước tắm Nhất Hoàng. Quay chim cháy xém cả đầu. Ok bác nhá. Hổ mang về Sài Gòn rồi, Bình Minh ơi. Hổ mang về Sài Gòn mất rồi. Dạ có bác ạ, độ tầm 23 triệu thì có, nhưng mà những con chim đấy thì nó ở mức độ là hên xui bác ạ nhá. Hên xui. Để cầu dưới vậy không sao hả bạn? Lúc mình để cầu dưới mà nghe chim người ta lấy ra nó cứ nhảy xuống chỗ đó, giờ mình có nên để cầu vào lại không? Dạ không bác ạ. Bình thường chim em thì em để bình thường, đi thi em mới để ba cầu mà. Mỗi người có một cách chăm. Dạ nên gọt bác Phúc Lê nhá, mấy con chim đấy thì lên lên gọt bác ạ.
tim em thi thoảng cánh nó bị rung rung là sao? Dạ không sao bác, nó bị cản lại tức thời thôi chứ không sao cả, cái đất thì bình thường. Dạ chim em nó đang còn chuẩn bị vào vụ cào cào nhiều, quên là thay lông nhiều, cho nên em sẽ cắt cào cào và em cho chứng kiến bác ạ. Đây này, tại em nói rõ là chim bắt đầu vào thay lông thì em cho chứng kiến mà, chứ không cho cào cào nữa. Hôm rồi em chia sẻ đấy nhá, chỉ những con chim nào mà nuôi lửa thì em cho cào cào thôi. Đây cào cào đây cha là hết rồi, em mới cho hết rồi, còn mỗi con này vừa cho hết rồi đấy. Em chủ yếu bây giờ chim thay lông thì em cho ăn chứng kiến. Dạ quá tuyệt vời bác Phong Thanh nhá, cá nào mà nắng cắm niu mới thì quá tuyệt vời, chuẩn luôn. Em cá nhân em đang dùng đây này, thay lông em vẫn cho ăn này, đây đấy. Thấy chưa, cắm nam là nắng mới màu đỏ chót rồi này, thấy chưa, thay lông vẫn cho ăn bình thường đấy. Bên đây là chứng kiến này đấy, chứng kiến thấy chưa. Thôi em chào tất cả anh em nhé. Hôm nay buổi trưa anh rỗi, em review một số vậy. Ngày mai trưa mai em rảnh thì em sẽ chia sẻ với các bác, cho các bác trực tiếp cho bác xem luôn nhé.